Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đáng đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muốn phiền làm chi xối chờ. Sống cũng buồn, thôi em đau đêm về lại không? Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ngã bé này tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười. Tháng trái gió em chẳng chịu thương anh đến nơi. Anh đừng thôi, anh đừng nặng lòng anh ơi. Yeah. Tại sao anh cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi anh đừng nặng lòng cô ta, muốn phen làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối anh đau đêm về lại. Con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ngó bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bồn bề đằng sau những nụ cười. Đang trách do anh chẳng chịu thương em đến nơi. Thôi em đừng nặng lòng cô ta, muốn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối anh đau đêm về lại không? Sao anh không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài, sóng xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp chiều tà. Thích ngó bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bề đằng sau những nụ cười. Thắng trách do em chẳng chịu thương anh đến đời. Thắng trách do em chẳng chịu thương anh đến. Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều và chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho mấy anh em nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn các anh chị.
Đừng quên là các anh chị nào nhận mua hàng cứ để lại số điện thoại bên dưới. Chị cho chị một chống nắng, một sữa rửa mặt, chị gì đó thôi. Chị không để số là em không có chốt được cho chị đâu nha. Chị vừa lướt qua bên em rồi em không nhớ tên chị luôn rồi. Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa, anh chỉ cần nắm tay anh trong từng ngày mưa. Tim anh lành giá hoa đã yêu chưa. Có khi hạnh phúc là cảm giác thật dư thừa. Trong muôn vàn kiếp sống có chấp chắc mình em thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt em chỉ say người. Ngày ngày bên anh yêu anh thương anh chỉ vậy thôi. Nụ cười ai nỡ lòng, ngày mai anh lấy người. Rồi sẽ hoa phá hồng duyên em cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn anh xa cuối trời, huyền em không bên đời. Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười, vì đời không như mơ người. Đừng buông trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong em những điều, từng dòng tư xếp cưới dịu. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn con đi. Muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt em chỉ say người. Ngày ngày bên anh yêu anh thương anh chỉ vậy thôi. Nụ cười ai đó lòng, ngày mai anh lấy người. Rồi sẽ hoa phó hồng xin anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn anh xa cuối trời, thuyền em không bên đời. Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười, vì đời không như mất người. Đừng vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong em những điều, từng dòng thư xếp cánh diều. Ta theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Tình tương duyên phận trời ban, lòng ta ôm giấc mơ điều tàn. Lành cấm trong cõi lòng ngàn năm, còn vương trong giấc mơ hoang đường. Nụ cười ơi đó lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi sẽ hoa phó hồng sẽ đánh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn anh sáng cuối trời, thuyền em không bên đời. Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Còn trong em những điều, từng dòng thư xếp cưới dịu. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn con liêu. Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cưới dịu. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn con liêu. Chống nắng 290.000 chị ơi, mua 2 tặng 1 chị ơi. Một tiếp là 290, mua 2 tiếp được tặng 1 ạ. Chị mua hàng, chị vui lòng để lấy số điện thoại bên dưới nha chị gái nha. Hai chị em chào hết tất cả quý vị mình nha. Tại vì đông quá tụi em không có chào từng người được, thì chỉ chào chung là anh chị và đại gia đình yêu thương thôi. Mong là các anh chị mình thông cảm cho tụi em nhiều nha. Cảm ơn các anh chị ạ. Melissi cho hai chị em Yến Linh một lượt chia sẻ đi mọi người. Chưa được một ca nữa, trời ơi đau lòng vậy. Cảm ơn Phương Xuân. Hey. Em ơi đừng khóc. Ok Quang Cường.
Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, bóng tay trước mắt sẽ bác em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu hề mãi đây trái tim anh không còn tương lai, anh cũng chẳng còn thương ai. Sau bao nhiêu niềm đau em mong rằng con tim nên dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phải nhốt anh trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao anh phải khóc, có đang để buồn không? Tình yêu như cơn lốc, hoan phút chốc vượt qua thật mau. Vì sao anh phải khóc, có đang để buồn đau? Tình yêu mỗi em nốc, hoan phút chốc đã vơi hồi sâu. Vì sao anh phải khóc? Rủ kề môi thì nấp, mà hở cái là khóc. Vì sao anh phải khóc? Có gì đâu mà phải khóc, không có Linh thì sẽ có người khác. Có gì đâu mà phải khóc. Buông bàn tay để chấm hết tất cả những làm anh buồn, bao gồm cả cuộc đời của anh. Anh à cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên, thiên đường vẫn chờ ngày anh đến. Không còn tương lai, anh cũng chẳng còn thương ai. Sau bao nhiêu niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt anh trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao anh phải khóc, có đang để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thuật mau. Vì sao anh phải khóc, có đang để buồn đâu? Dịu kề môi anh nốc, thoáng phút chốc đã vơi vui sầu. Vì sao anh phải khóc? Vì sao anh phải khóc? Vì sao anh phải khóc? Yeah, 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 yeah. Vì sao anh phải khóc? Vì sao anh phải khóc? À, xin cảm ơn các chị ạ. Chung chung hát cháp là hát gì em không biết rồi. Ngồi đây buồn thôi thôi, dứt những nỗi đau còn đang kêu tan trong hồn em, cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thức ngón tay vàng tim chơi bơi theo thời gian, có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong mẹ. Trong thịt da có những vết thương còn để lại đời ta. Dây vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu mình bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trang về quên mất câu thề. Bỏ lại đây
nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Đêm trôi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh giật thầm chết trong. Rưỡi một hộp nha Huy Nguyễn ơi, một liệu trình người lớn hai hộp là 700, giảm 100 còn 600 ạ. Với khúc trắng ly cà phê càng thêm đắng, yêu nhau cho khổ đau rồi ta xa lìa nhau. Mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình đã vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc xin nỗi đau còn đang tiêu tan trong hồn em. Có những chiều em nhớ anh thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quãng khuya em vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cõi xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc rất như nỗi đau còn đang cao thang trong hồn em cho đời xót xa. Thầm chết trong em. Mua gì để lại số điện thoại giùm em đi mọi người ơi. Dạ. Nãy giờ em thấy nhiều anh chị như vậy quá, quay lại không để số gì trơn luôn, thì làm sao mà bên em chốt được đơn của mình. Chắc chắn là vài ngày nữa vào bảo là sao không giao hàng, đặt hàng không giao. Trong khi đó mua hàng mà không để số thì làm sao mà bên em giao cho mình được. Alo alo. Số điện thoại giùm em ạ. Hello cả nhà của mình nhé. Hello chị Nguyễn Minh, Nguyễn Vượng. Giữa bóng tối, cảm ơn Huy Nguyễn nè. Đúng rồi, mọi người mua cái gì phải để lại số bên dưới nha mọi người. Hello cô Khánh Ngân nè. Hello chị Thanh Thủy nhá. Hey. Hey. Hello chị Hoa Quả Vân. Hey. À, em bị kẹt xe một xíu nha chị ơi. Đường xá nó đông quá đi kẹt xe. Nơi nói láo có ngày gụng găng. Dậy đi nhiên đừng ngủ dây dưa. Dậy ra coi giăng mướt xa qua. Má ơi lấy khăn cho bầu thấm cơn buồn. Người ta đi về biết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa qua. Cứ sao anh còn nhớ thương ai? Anh có nhớ thương ai đâu? Vậy sao khói lòng hết đau chưa? Kể người ta đừng có ngủ mơ. Lấy chồng, đừng đợi còn bao kế chờ. Vậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mấy bữa cơm trưa. Cơ gì mà nằm ngủ đã ngủ nữa.
một cái sự thích đằng sau mọi người ơi. Nhiên bị kẹt từ trên lầu xuống à. Trời ơi. Nhiên bị kẹt từ trên giường á mọi người. Kẹt từ giường lết xuống lầu, lết ra đây. 20 phút. Chừng 20 phút tiền lương. Em đừng ngủ dây dưa. Nguyễn Hà An cảm ơn ạ. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Vậy đã coi trời nắng lên chưa? Nắng rồi. Nắng lên. Bể đầu rồi cha. Mắt hôm lòng giật áo sao chưa? Thành lại được 20 phút luôn rồi. Vậy đi em đừng ngủ dây dưa. Chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi quần áo cho em. Vậy ra coi lòng hớp đau chưa? Hello anh Sơn Văn. Chào Truyền Hiền. Chào Trần Đại Quang. Chào Thanh Tủy. Chào Thanh Nga. Về đi em. Mình cũng mới dậy máu ha. Mau quá anh ơi. Cho anh một bài nè. Đằng sau là... Họ đánh răng chưa? Trời. Thường thường mà ngủ dậy mà chỉ giờ hay quên đánh răng lắm nha, để miệng Thu Quốc khác kỳ lắm. Anh đi là anh làm hết rồi. Ừ. Wow. Chứ để hai đứa em ngồi trước hửi ngồi là nó tàn hình luôn. Cũng có thể hên xui. Nhìn mặt mắt con mắt còn sưng kìa. Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cồn liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Dần lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Yến Thủy, Thanh Thúy, Hồ Liễu, xin chào mọi người. Mọi người mua hàng nhớ để số lên dưới nha cả nhà yêu ơi. Có số mới có đơn nha. Woo! Thủy Trương cảm ơn ạ. Chia sẻ chứ mọi người ơi. Tuyệt vời. Lên nào. Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cồn liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Cảm ơn chị Thanh Nga là kem trong nắng dùng làm mê. Cảm ơn chị gái nha. Cảm ơn Duy Phát. Chỉ là nỗi nhớ mày đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cũng theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rơi rơi. Tìm về ký ức cô xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tàn vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ anh đến hoang ngu ngơ. Tình yêu đã. Cảm ơn chị gái Nguyễn Liên. Tình ta ta vờ có bên nhau, anh dần lòng có buồn mà không sầu, nhưng lại cố quên anh lại càng thêm đau. Chỉ là nói nhớ với em thêm một chút, anh thảy xin để em được hạnh phúc. Mừng cơn say để anh phải vơi đi, nhưng sao nước mắt cứ đậm trên đôi mi. Chúc cho em sẽ luôn bên người, luôn sống tốt những gì em đại chọn. Chúc cùng hôn em luôn tươi cười, anh đứng sau với con tim đã héo hon. Anh sẽ nhớ ký ức của anh xưa, chơi vơi như đôi đồ tan vỡ. Đang ôm nỗi đau không ai ngờ, đang chờ em về một tháng rồi. Chỉ là em cố chấp luôn. Về phía đang ngóng tim anh, thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xót xa nỗi nhớ.
tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằng lại sau trong trái tim thao gần. Giờ đây chúng có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại nha mọi người, chuyên viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho anh chị của mình nha. Tư vấn cho anh chị mình qua số điện thoại. Bài này có biết nữ mà chưa bao giờ hát luôn, nó đâu biết hát hết trơn. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em rất nhiều. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ngay trao em rồi. Em yêu kiều thức tha, cho hồn đắm say, cuộc tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ơi. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng tàn. Lòng cây đắng khi em quên lối về, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không vội phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Tình thôi xót xa. Khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ngay trao em rồi. Em yêu kiều thức tha, cho hồn đắm say, cuộc tình ngơ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ơi. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng tàn. Lòng cây đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng ơi nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không vội phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng tàn. Lòng cây đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không
vội vai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Thủy, đâu dạ dày uống collagen bình thường không sao hết trơn hả chị Trần Hạnh ơi? Tại vì cái collagen nhà em nó không có ảnh hưởng gì, gì cả. Đúng rồi. À, hồi nãy có một cô hỏi là bên nhà con có một cái màu son nào mà làm màu môi không? Cô thì cô không có xài màu nổi. Hiện tại cô nói thật nhà con là không có màu son nào mà nó hợp với cô đó. Tại vì nếu mà cô kiếm một cái màu môi là cô phải xài son dưỡng. Cô xài son dưỡng đi. Cái môi của cô nó sẽ vừa hồng hồng nè, à, nó vừa mềm mềm nè. Và nó không có cái màu nhiều, nó chỉ hơi hồng hồng thôi. Là con khuyên là cô nên xài son dưỡng. Thứ nhất là nó dưỡng môi, thứ hai là nó có màu cho cô. Chứ nếu mà son nhà con thì cô xài màu nào nó cũng sẽ có màu cả. Kể cả màu hồng đất, màu cam cháy, nó cũng sẽ cái màu nó khá là đậm. Hát bài Thương Em đi. Ok, Thương Em nha. Cảm ơn Nguyễn Thủy nha. Đó, các anh chị mình còn thắc mắc gì thì cứ hỏi thoải mái bên em tư vấn, hoặc là cứ mạnh dạn để lại số bên dưới nha mọi người. Hồi nãy Linh có hứa hát tặng cho Luân bài mà quên mất tiêu luôn. Bây giờ hát tặng cho Luân một bài nha. Thương em nhưng mà biết ballad nha. Những chị nào có nhu cầu mua hàng thì cứ để lại số điện thoại nha mọi người. Cứ để số thoải mái, chuyên viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho anh chị của mình nha. Bên này anh tặng riêng cho Linh, không tặng cho Luân. Luân Linh cũng là một đúng không? Cùng là một L. Em vui nhất là ngày anh theo người trong áo hoa màu trắng, mỉm cười rất tươi. Buồn nào hơn lúc này đôi mắt khẽ cay, bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khô heo. Người ta cho em cuộc sống trong sáng giàu, lùa là phấn son, cầu mong anh sẽ quên em. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau chúc anh yên vui về sau. Thầm trách lớn duyên cho anh gặp người con gái anh đang xa thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đời. Thương em ngày tháng bên em chẳng sung sướng, từ nay hãy sống tốt bên người anh đã như đằng tình trong cơn say. Lòng đau lắm anh đâu có hay, kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nơi đây. Thương anh cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương, thật xin lỗi không thể cùng anh đến cuối con đường. Những người con gái mà đến bên bạn lúc mà bạn chưa có gì á, đó mới là người con gái thật lòng thương bạn. Còn người đã đến với bạn sau lúc mà bạn có rất nhiều thứ rồi thì đó là người con gái không bao giờ thương bạn, chắc chắn. Người ta cho em cuộc sống trong sáng giàu, lùa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Thầm trách lớn duyên cho em gặp người con gái anh đang xa thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đời. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hãy sống tốt bên người em đã nhường. Đặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm anh đâu có hay, kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai đây. Thương anh cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương, thật xin lỗi không thể cùng anh đến cuối con đường. Thầm trách luôn duyên cho anh gặp người con gái anh đang rất thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đời.
thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng. Từ nay hãy sống tốt bên người em đã nhường. Nằm tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm anh đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai đây. Thương anh cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng anh đến cuối con đường. Thương anh cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng anh đến cuối con đường. Dạ có thuốc tăng cân không? Dạ bên em không bán thuốc tăng cân. Nám tầng nhang đầu môi không cho lan rộng nha. Thâm nám tầng nhang đầu môi bị sạm da nám da. Đó, nếu mà da chị bị nhiều khuyết điểm như vậy thì chị nên uống cái dòng viên nhà em 790.000 một hộp. Còn nếu mà da chị không bị nhiều khuyết điểm như vậy thì chị uống cái dòng sủi nhà em đi 1.1 triệu một hộp. Nó sẽ giúp cho da của mình căng bóng trắng sáng hơn. Đó, và trong thời gian này anh chị mình mua bất kỳ collagen loại nào cũng được, 4 hộp anh chị mình sẽ được tặng một cái hộp collagen DC9, là một cái dòng collagen mới của nhà em 1.6 triệu một hộp, và trong thời gian này được tặng cho anh chị của mình để mà trải nghiệm thử luôn nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Sữa rửa mặt thì là 250.000 nha chị Hà Thị Mai ơi. 250.000 một tiếp chị ơi. Nếu như chị mua 2 tiếp bên em tặng cho chị một tẩy tế bào chết. Một tuần chị tẩy 2 lần giúp em nha chị nhé. Mua 2 được tặng 1 và hoàn toàn được miễn phí ship nha cả nhà. Sữa rửa mặt tẩy tế bào đồng giá với nhau là 250.000 nha. Anh chị có nhu cầu thì để lại số điện thoại để mà chuyên viên nhà em có thể tư vấn thêm một lần nữa qua điện thoại cho anh chị của mình. Rồi anh chị mình mới được chốt đơn nha. Mua hàng thì để lại số điện thoại bên dưới đi cả nhà ơi. Cùng nhau làm đẹp đi ạ. Nam hay nữ gì bây giờ chúng ta cũng phải đẹp nha. Đẹp thì có nhiều quyền lợi trong cuộc sống mọi người ơi. Có nhiều thuận lợi nữa. À, phải đẹp. Là con gái là phải đẹp. Con trai giờ cũng phải đẹp. Nói gì không hiểu gì hết trơn vậy? Bé Linh ốm đi nhiều. Yến em dễ thương quá em ơi. À, Zero trời ơi. Hai sữa mặt xin cảm ơn em gái Úc tặng cho mình một tẩy tế bào chết hoặc lấy thêm sữa mặt cũng được nha. Nhanh tay đặt hàng thì để số đi cả nhà ơi. Còn gì mà tìm đến. Ê, bài bấm bài anh yêu vội thế mà ballad đi đừng có remix nữa. Thôi, ballad đúng không? Nước hoa nhỉ. Chân bên đồ tư là 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 và hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon. Tăng cân nhà em là thảo mộc trên cả nhà mình cứ yên tâm về cái chất lượng sản phẩm nhà em nhé. Ba hàng bao đổi trả cho các anh chị luôn ạ. Bé 7 tuổi ở nhà biếng ăn lười ăn quá, các anh chị có thể mua về cho bé sử dụng tại vì đây là thảo mộc người lớn chị em đều sử dụng chung được. Cùng nhau làm đẹp đi cả nhà ơi. Nước hoa nhà em là nước hoa nhập khẩu từ Pháp nha mọi người. Những anh chị nào mình đang có nhu cầu mua nước hoa, sử dụng nước hoa thì nhà em có những dòng nước hoa nhập khẩu từ Pháp cho anh chị của mình nha. Cam kết là hàng chính hãng và hàng độc quyền của nhà em, cho nên là anh chị mình đừng lo lắng về nguồn gốc. Lấy cho hộp collagen. Cảm ơn chị Thu Ngân Nguyễn. Ủa Thu Ngân Nguyễn như nãy để số rồi đúng không chị gái? Yeah, để một lần thôi nha anh chị mình ơi. Mình mua hàng thì mình để một lần giùm em thôi nha. Và sẽ có chuyên viên nhà em gọi điện tư vấn cho anh chị mình qua số điện thoại nha mọi người. Đó. Nước hoa nhà em là 1.660.000. Đã giảm giá nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Với những chai nước hoa nhập khẩu từ Pháp, hàng nhập khẩu nhưng mà giá là giá của Việt Nam. Giá của công ty nhà em để cho anh chị của mình với cái giá rất là mềm luôn mọi người. Tại vì nhà em không qua trung gian, chỉ có nhà em bán những chai nước hoa này thôi, cho nên là nhà em tự quyết cái giá cho anh chị mình rất là mềm luôn. 1.660.000 để mà sở hữu được một cái chai nước hoa nhập khẩu từ Pháp thì rất là tuyệt vời, không còn gì để mà có thể anh chị mình phải chần chừ nữa mọi người. 1.000.000 thôi nhưng mà mua được chai nước hoa chính hãng luôn mọi người. Cái giá này là anh chị mình sẽ mua chai nước hoa bên nhà em á, là nó sẽ ngang tầm với những cái chai ngoài thị trường là 4-4 triệu mọi người. Cho nên là anh chị đừng có bỏ lỡ những cơ hội này nha. Mua chai nước hoa nhập khẩu chính hãng bên nhà em là bao cho anh chị mình chép mã vạch luôn. Đúng hàng, đúng nơi, đúng chỗ anh chị mình trả tiền. Còn không đúng thì trả hàng giùm em nha mọi người. Bao chép mã vạch cho anh chị của mình, cho nên là đừng bỏ qua nha mọi người ơi. Cảm ơn Yến Thủy, cảm ơn các anh chị nè. Body là 480.000 một chai. Kem dưỡng da mặt thì là 900.000 một hộp. Còn các anh chị là mua một liệu trình dưỡng da mặt nhà em là 3 hộp, nhà em đang giảm tiền là còn 1.660.000 3 hộp, bán lẻ là 900.000 nha các anh chị nha. Quan tâm tới sản phẩm nhà em thì mình cứ để số cho em nha.
mua cái gì cũng được, mua cái gì cũng phải để lại số điện thoại giùm em nha mọi người. Đúng rồi mọi người ạ. Chứ lên mà cứ cho cái này cho cái kia rồi lấy cái này lấy cái kia, tụi em không chốt đơn cho anh chị mình được. Và đặc biệt là không có chuyên viên tư vấn cho anh chị mình qua điện thoại nha. Tại vì phải để lại số thì nhà em mới tư vấn cho mình qua điện thoại một lần nữa rồi mới chốt đơn nha mọi người. Mua cái gì cũng phải quăng cái số điện thoại cho tụi em là ok. Có thắc mắc gì không cả nhà mình ơi, bình luận lại số điện thoại cho tụi em tư vấn cả nhà mình ơi. Nhanh tay nhanh chân đi mọi người, làm đẹp không chờ đợi một ai đâu nè cả nhà ơi. Chào chị Nguyễn Tuyết nha. Em hát mọi người để số đi mọi người. Ủa? Em nhìn Vi em buồn quá. Em nhìn Vi tự nhiên em bị tụ cảm xúc quá mọi người. Cảm ơn anh Thanh. Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương, nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền, vì khi đó tôi có thể sẽ chia. Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra, khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa. Thế nên giờ đây tôi mong người tìm ai đó như mong đợi, hãy sống vui nước mắt cứ để riêng mình tôi. Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vững tơ vương. Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đáng đau, vì tôi biết dù là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương. Chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi. Cứ để riêng mình tôi. Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương. Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đáng đau, vì tôi biết dù là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương. Chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi. Ngày xưa mình không quen biết nhau thôi chẳng đến đâu, vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương. Chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi. Chung từ xa mong người hãy yên vui. Chị Mai Hạnh. Dạ dạ. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Cả nhà ai cần được tư vấn gì thì mình cứ bình luận thoải mái bên dưới cho ba anh em đi mọi người ơi. Rửa mặt tẩy tế bào chết nhà em đều có hết, chống nắng cũng có, đặc biệt là thảo mộc tăng cơ mộc đà cũng có, sản phẩm hỗ trợ làm đẹp collagen cũng có, viên sủi gì có hết mọi người nha. Đó, mọi người cần làm đẹp sản phẩm nào thì mình cứ
hỏi hoặc là để số bên dưới cho tụi em. Bên em sẽ có các anh chị chuyên viên gọi điện tư vấn trực tiếp. Tư vấn qua số điện thoại nó sẽ được rõ ràng hơn mọi người. Để số là không phải mất tiền nha mọi người, cho nên là anh chị cứ để số thoải mái giùm em nha. Để số để mà chuyên viên nhà em có thể gọi điện qua số điện thoại tư vấn nói chuyện với anh chị mình rõ ràng hơn, tư vấn kỹ càng hơn nữa. Một lần nữa qua số điện thoại thì anh chị mình mới chốt đơn. Còn tụi em chỉ tư vấn xương xương cho anh chị mình trên live thôi, và anh chị mình hiểu sơ sơ thôi. Và anh chị mình có thể để lại số điện thoại để mà được tư vấn kỹ hơn qua số điện thoại nha. Chứ không phải để số là được chốt đơn đâu mọi người. Phải để số là mất tiền, cho nên đừng lo lắng cái việc để số nha. Nhưng anh chị nghe để số thấy kiểu cũng hơi ngại ngại. Nhưng mà cứ để số để mà được tư vấn chứ không phải là làm gì hết trơn á. Mọi thắc mắc của quý vị mình cứ để lại số điện thoại cho tụi em nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị anh chị mình rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với buổi live của ba anh em. Tuy là không có được đông lắm, khi là không có được nhiều lắm, nhưng mà tụi em cũng rất là quý cái tình cảm của anh chị mình luôn dành và luôn yêu thương cũng như là quan tâm tụi em mỗi ngày. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, đầu năm đầu tháng may mắn, công việc suôn sẻ và tiền vô thiệt nhiều nha mọi người nha. Yeah. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà mình. Cảm ơn các chị một lần nữa. Bye bye cả nhà nha.